Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố, trong quá trình triển khai thực nghiệm, các hoạt động chăn nuôi, chăm sóc từng cá thể và của đàn bò sẽ được ghi nhận thông qua chip gắn cho các nhóm bò tơ trên 12 tháng tuổi và bò cái sinh sản. Đàn bò được giảm stress nhiệt bằng tắm và làm mát định kỳ mỗi ngày bằng quạt và bét phun có cài đặt chế độ. Vấn đề dinh dưỡng được kiểm soát chặt chẽ từ các nguyên liệu đầu vào, xây dựng và tổ hợp khẩu phần thức ăn TMA, thức ăn hỗn hợp dinh dưỡng cao cho từng nhóm bò sữa bằng máy trộn. Qua theo dõi bước đầu cho thấy, so với trước khi chưa áp dụng kỹ thuật công nghệ Israel, năng suất sữa trung bình của đàn bò khai thác sữa tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, vấn đề rào cản đặt ra đó chính là nếu quy mô nhỏ, số lượng ít, cơ sở vật chất không đủ, thì vấn đề áp dụng trên quy mô nông trại vừa và nhỏ là hết sức khó khăn. Khó khăn để mà chuyển giao cái mô hình này cho các nông hộ. Thứ nhất á, là cái vấn đề quy mô đầu tư. Cái thứ vì để đảm bảo được tất cả đồng bộ các hoạt động của dự án này hoạt động một cách đồng bộ thì phải đáp ứng được các nhu cầu về chuồng trại, về thức ăn, về quản lý và kể cả những cái trang thiết bị để đáp ứng cho cái vấn đề tạo một cái môi trường sống thích hợp cho con bò để con bò có thể tăng cao cái khả năng sản xuất. Cái mô hình của Israel thì đúng là nó bài bản, nó tiến bộ rất là nhiều, nhưng mà có một cái là tùy theo cái điều kiện của mỗi hộ gia đình chăn nuôi để mình có thể áp dụng. Tại vì nó hiện đại nhiều quá, còn trại mình nhiều khi cái nông dân của mình nó không có đủ sức để mà đáp ứng theo cái tiến bộ đó. Trong chương trình phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015, nhấn mạnh việc tập trung hình thành và phát triển những vùng sản xuất giống chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới, nhất là công nghệ sinh học để lai tạo giống và nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh. Mục tiêu đến năm 2015, nhu cầu tiêu thụ sữa bình quân đầu người đạt 21 lít trên một người một năm. Trong đó, khu vực Đông Nam Bộ chiếm 67,4% tổng công suất sản xuất sữa quy mô sữa tươi trong cả nước và 38% tự cung cấp nguồn sữa tươi trong nước. Chính vì thế, ngành chăn nuôi bò sữa thành phố cần có những giải pháp đồng bộ từ nông hộ đến trang trại lớn để việc áp dụng tiêu chuẩn nuôi bò sữa công nghệ cao được thực hiện triệt để nhằm nâng cao chất lượng sữa cung cấp cho thị trường nội địa, tiến tới xuất khẩu. Để mà áp dụng được đồng bộ các công nghệ này á, thì phải có đất đai, rồi phải có nguồn vốn để đầu tư là xây dựng sửa chữa chuồng trại cũng như là các trang thiết bị cần thiết. Và điều này đòi hỏi là có thể là có những cái nơi, những cái hộ, những cái trang trại có điều kiện làm hết, làm đủ. Nhưng mà cũng có những nông hộ là không thể trong cùng một lúc, một sớm một chiều mà có đủ kinh phí để mà làm đồng bộ như là cái trang trại chúng ta đang thực nghiệm. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang đẩy mạnh chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, trong đó khuyến khích người dân tận dụng nguồn đất trống và mạnh dạn chuyển diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cỏ thâm canh, có đầu tư hệ thống tưới phun tự động phục vụ chăn nuôi bò sữa. Để doanh nghiệp và nông dân an tâm đầu tư lâu dài, theo ông Trung, thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm công bố công khai quy hoạch chi tiết vùng khuyến khích chăn nuôi trên địa bàn, khuyến khích sản xuất giống bò sữa theo phương thức trang trại, công nghiệp với hàm lượng cơ giới hóa và hiện đại hóa cao nhằm giảm công lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất và lợi nhuận. Những cái chính sách hỗ trợ khác của thành phố thì chúng tôi cũng đã và tiếp tục triển khai, ví dụ như chương trình cơ giới hóa trong cái chăn nuôi bò sữa để hỗ trợ các trang thiết bị máy móc cho bà con, cũng như là đẩy mạnh cái chương trình mà vay vốn trong cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Thì ví dụ như bà con có thể là vay vốn mở rộng chuồng trại, sửa chữa nâng cấp chuồng trại, mua các thiết bị, thì những cái phần mà bà con vay vốn thì sẽ được hỗ trợ lãi suất. Thì tôi rất là mong rằng trong thời gian tới thì bà con là ủng hộ để mà làm sao chúng ta áp dụng ngày càng nhiều hơn cái công nghệ cao này. Việc tiến hành những giải pháp mang tính chiến lược lâu dài cho ngành bò sữa thành phố Hồ Chí Minh hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi bò sữa trên cả nước nói chung. Liên kết các hộ nông dân chăn nuôi nhỏ lẻ thành những trang trại tập trung có quy mô lớn để áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật của nước ngoài trong chăn nuôi bò sữa một cách thuận lợi nhất cũng là biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn về chi phí đầu tư đang hạn chế quá trình chuyển giao công nghệ đến với bà con.